Lai xin chào cô chú anh chị và các bạn luôn nha. Bữa nay tiếp tục thăm mấy chồn nữa cô chú anh chị. Thì cửa bẫy này là cô chú anh chị là thăm cái luồng bẫy mới ở vùng đất đỏ cô chú anh chị. Thì cũng cử đầu tiên luôn. Trước khi xem đồ nghề đó, cho Lai xin nói lời cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đồng hành cùng Lai trong suốt thời gian qua. Lai chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều lắm cô chú anh chị. Thì bữa nay có Lai có đây một cái bẫy xi cua. Cái luồng bẫy mới á, bữa nay Lai thăm tổng cộng là 16 cái cô chú anh chị. Còn bao nhiêu là Lai sẽ thăm bẫy cũ. Thì hai tua Lai nói hai tua vòng một đó cô chú anh chị. Thì vỏ sách này á thì đựng túi lưới, còn vỏ sách thì đựng chuối dưới cái lồng nhốt chuột của Lai chứ cũng không có gì khác. Cho Lai xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng trải nghiệm với Lai chuyến nó bẫy hôm nay xem như thế nào cô chú anh chị. Tiến hành thăm cái bẫy đầu tiên của chú anh chị. Cái khu vực này Lai cũng mới đặt lần đầu tiên luôn. Không biết sao nữa. Ở đây là khu vực này là đất sỏi không cô chú anh chị. Mấy cái lùm này thì còn đỡ đỡ, còn có chỗ thì Lai đặt bẫy không làm cái nền được luôn, kêu bằng đất đỏ, đất đỏ mà đa số đất đỏ nhiều hơn. Con gì trời, cái đầu tiên thế nào đây? Ủa lấy đâu ta, kỳ vậy, không thấy ra, khó bò vô chúng về. Trời không sập luôn trời. Ủa đường mòn gì mà sao không sập ta? Cái này còn nguyên của chú anh chị ơi. Để y luôn của chú anh chị. Ở đây là con gái của chú anh chị. Làm như là cái chỗ của Lai đặt của chú anh chị. Có người đặt rồi. Cho Lai thăm cái bẫy không dính cái bẫy đầu tiên của chú anh chị. Lai ra là thấy cái dấu sao mà dấu có người đặt rồi. Mới ghê chứ. Bấm vô đường nào quên ta. Chắc đường này quá. Ủa đâu phải. Đây, đây cái đường này. Chỗ im hết biết mà vô thăm bẫy chất quốc trời. Trời ơi chết nữa ta. Còn nguyên mồi nữa của chú anh chị ơi. Hai cái rồi. Để luôn của chú anh chị. Ở đây là con cái của chú anh chị. Cái này là cái thứ ba rồi. Cái nào quên này ta. Mấy em đây của chú chị à. Trời trời ơi, không gặp luôn. thua rồi, bữa nay thua rồi, thầy cô chú chị. Ba cái bẫy đều chết hết rồi. Còn mọi nguyên luôn, để luôn của chú chị. Ở sau lưng này có đám cỏ nè cô chú anh chị. Thấy nó đã thấy sợ không? Đó, xanh dần đó. Đặt ở đây là né trồn ra nó ăn cô chú anh chị. Trên đó là trên đồi nữa cô chú anh chị. Còn một bên là người ta trồng cam. Ở đây đất lại khó đặt bẫy lắm. Chứ không phải giống như
ở bên điểm cũ của Lai. Cái này là còn xuống này là kêu bằng thung lũng đó cô chú anh chị, chứ không phải là suối nha. Cái này có một lỗ quằn quằn vậy nè. Ở đây là người ta trồng tre nữa. Mà thăm ba cái về chết thì bữa nay chắc luồng bẫy này thất rồi cô chú anh chị ơi, không thấy dấu hiệu. Đây là cái trên đồi cao này nè, ta cao quá thì cũng không có, không dính đâu nghe cô chú anh chị, vừa vừa mà thôi, mà vậy cũng không dính là thua rồi. Thôi rồi còn nguyên cô chú anh chị ơi, thua rồi, thua thiệt rồi cô chú anh chị, này bảo đảm thua thiệt rồi đó. Ủa cái bãi chân chuyện trời kìa, còn nguyên mồi luôn, giờ biết sao giờ giờ tú kia nó ra trên đầu được cô chú anh chị. Ở đây là con cái cô chú anh chị, ở dưới đó là cái thung lũng dưới đó của chú anh chị. Đi một mùa một dưới luôn. Còn lại hiện giờ cái bẫy này lại đặt ở trên đồi. Đất thì ngộ quá của chú anh chị ơi. Nè. Đó tươi à. Sỏi không à nghe, chứ không có đất đâu. Muốn đặt cái bẫy là không có dãy nổi đâu cô chú anh chị. Chứ không phải chuyện dễ dãy đâu. Đi nào quên ta. Cái đường này quá. Chết luôn chú anh chị, thua rồi, thua thiệt rồi đó, còn nguyên màu luôn, không có con gì là móc luôn chú anh chị. Chuối còn nguyên luôn, em gì mà không sập luôn là cô chú anh chị, hết biết thiệt mà. Bẫy gì mà không dính, bẫy nào dính đâu, thua thua thiệt. Ở đây lại con cái cô chú anh chị, là đủ dưới đây lại đặt liền luôn. Ui sập không, sập rồi cô chú về. Vô rồi, có xe cô chú về, có xe. Vô rồi. Lụm hàng, lụm hàng. Ôi cái ông này sao thiếu trời. Coi nó môi này cô chú vậy, đất đỏ mà nó môi vậy nè. Thấy ghê không? Đất đỏ mà môi vậy đó. Em này mới được nhiêu đây. Ừ, em này chừng ký của chú chị không tới nữa. Em này không tới ký nữa. Coi đất đỏ mà nó môi gì nè cô chú anh chị, thấy ớn lạnh chưa, màu lỗ đẳng luôn. Gình hả em, gình hả em, có hàng là sướng rồi cô chú anh chị, để lại đặt lại, lại kiếm chỗ lại bắt ra luôn, dùng đất đỏ nè cô chú anh chị. Em đầu tiên luôn.
lai bắt em nó ra luôn cô chú anh chị. Các em này là cái cử bẫy đầu tiên luôn, mà em cũng là em trồng đầu tiên của vùng đất đỏ cô chú anh chị. Em này khát nước lắm rồi, bởi vì ở đây đồng khô cỏ cháy của chú anh chị. Có hàng là phái rồi. Có hàng là phái rồi cô chú anh chị. Em này hung dữ lắm rồi chú anh chị, nó đang ngừ like đó. Để like bỏ vô rồi cái tiếp theo quay chia sẻ của chú anh chị xem. Ở đây là con cái của chú anh chị. Trời ơi, còn nguyên luôn chú chị ơi. Đất đỏ rồi nè. Hết biết rồi. Ví dụ lai lai thay màu của chú chị ơi. Còn nguyên màu luôn. Quá trời. Ở trong này lại có cái của chú chị. Cái này là cáo gai không? Táo gà dữ lắm rồi cô chú anh chị, đi chơi chơi. Đây đặt cái bẫy này chắc đất rồi, thấy cái đâu rồi. Ừ, còn nguyên chuối luôn trời. Còn nguyên luôn cô chú anh chị ơi. Nép vô một cục đất đỏ này chú anh chị. Ủa sao còn nguyên mấy chú nằm trên cái dĩ ta, kỳ vậy. Chú lại ha, để im rồi cô chú anh chị. Sập là dính trộn của chú anh chị, ở đây không có chuột ngộ lắm, không có chuột gì chứ. Ở đây là con cái nó của chú anh chị. Cái chỗ này là thấy cũng im lắm nè. Ủa đâu rồi ta? Ủa cái bẫy đặt đâu trời? Đây này này cô chú anh chị. Rồi đặt cái bẫy kia. Kiếm gặp luôn trời. Sập rồi cô chú anh chị ơi. Rồi trời, sập con gì mới đóng lóc vậy trời. Trời ơi mới thấy dính chuột. Hết biết rồi. Có cái đường mòn gì mà dám dính chuột này cô chú anh chị. Thất vọng thiệt chứ. Để lại bắt em nó ra luôn cô chú anh chị. Ở đây là con cái nha cô chú anh chị. Ê à, dạ. Chuyến cắm đầu rồi.
vô rồi, vô nữa, vô nữa cô chú anh chị ơi, vô nữa cái chỗ đặt lại chốc đất luôn. Đây thấy cái dấu mồi là lạ không à, vô rồi, coi dấu mồi của nó gì nè cô chú anh chị, đó, mồi không sâu, lớt cái trên rồi, làm em nữa, trời ơi nó đã vô tận luôn, cắn hết banh cái lò xo rồi, banh cái lò xo của chú anh chị, em đang ký mấy á, cái bẫy lớn nè, bẫy này của anh Dũng nè cô chú anh chị chứ không phải bẫy của Lai. Bẫy này là của anh Dũng không nè. Đây. Của anh Dũng làm móc khóa khác của Lai của chú anh chị, móc khóa tử nè. Tới ba chia lận. Mà một thứ bẫy của Lai luôn của chú anh chị. Vì cái mẫu này á thì Lai ra cho anh làm nè. Mà anh làm móc khóa tử khác thôi. 89 nè, ồ 89 dài 23 nè của chú anh chị. Nó đã vô tặng chưa? Ừ nó xuống. Khu vực này nó móc nát hết trơn mà. Để lại đặt lại kiếm chỗ bắt của chú chị quá đã rồi. Lại bắt em nó ra luôn của chú chị. Vô rồi. Vô thiệt của chú chị. Vô rồi, em lại cái máy của chú chị. Em lại cái máy. Cắn mình là so lái chân. Bẫy này của anh Dũng nó là của chú chị. Trời ơi nó đã. Ghê chưa, quá đã của chú chị. Em này không phải giữ như giữ, em này hiền hơn, em trồng nhà em trồng nhỏ nãy của chú chị, em nhỏ nãy dữ quá, em này hiền, em này bự mà hiền. Để lại bắt em nói ra luôn, quá đã. Có cái cảm giác nào sướng sướng bằng của chú chị. Trời, cắn nó cắn lại của chú chị ghê không? Bỏ mới cỏ cho nó mát của chú chị. Đường xa lắm. Quá vô rồi, quá đã của chú anh chị ạ, quá đã. Vậy là bỏ vô cái tiếp là quay chia sẻ cho chú anh chị xem. Lại đứng trên đồi nè của chú anh chị, xuống đây là xuống dốc nè, quanh đó quay cái đồi bên đó rồi có cái lần như là cái công ty gì nó lớn mà Lai không biết được qua đó. Đất này đất đỏ đi nó trơn đúng rồi chú chị, mang ủng mà đi cái này nó chật té luôn. Đất lụt cục còn hòn không à, muốn đặt cái bẫy thì kiếm chỗ nào đất mềm mềm á không có được, còn đất lụt cục này thua, không để bằng cái bẫy được. Rồi cái này là con cái nè, là đặt ở dưới cái hố này. Cái hố ngon hết biết, còn nguyên của chú anh chị ở đây chống lóc, đặt cái bẫy chống lóc mà còn dính luôn, cái ghê chứ hết biết rồi. Cái chuyền hố này đẹp hết biết của chú anh chị, chết luôn nè, đất đỏ vậy nè của chú anh chị. Lấy cây dầu chặt ra lửa luôn. Ở đây là con cái của chú anh chị.
Ở ngoài này đường mòn nhóc chân cô chú anh chị, mà không có chỗ đặt vì nắng quá đó. Đặt ngoài này là dính cái bốc liền. Đồng khô cỏ cháy à. Cuối cùng đem cái bẫy cái môi trong bịch đặt. Khó ăn. Mắt ở ngoài này mắc cỡ không? Môi cái bẫy vô này đặt mới đau nè. Mình không dính luôn đừng. Sập cô chú anh chị ơi. Con gì trời. Rồi, dính sắp rồi. Môi cái bẫy vô bịch đặt. Vừa tội thiệt. Rồi dính sắp bự rồi. Quá trận sóc này. Ở đây lại có con gái cô chú anh chị. Sóc đất nó kêu cái gì vậy không? Nó kêu gần nó chân. Bãi này chắc dính chuột quá. Ngán nhất là ba cái cỏ dễ dính chuột. Sập rồi, tụi tôi đi, sập rồi. Trời ơi trời, hết nước rồi mà. Vừa đậu luôn. Dính con mèo. Bể mình thiệt. Mèo đúng là vô năng chuối sao kỳ trời. Đi tới đâu cũng ám ảnh thế vậy. Trời ơi, kiếm chỗ thả này ra cô chú anh chị ơi. Thả đây vô nữa. Tính là dính chồng không trời. Nó cắn là so cô chú anh chị. Lại thả nó ra luôn cô chú anh chị. Hết biết rồi. Cho nó chạy rồi nó chống cậu cho đã cô chú anh chị. Quá. Ở đây là con cái cô chú anh chị. Ngày đầu tiên Lai đi ra đặt ở đây nè cô chú anh chị. Là thấy đồng khô cỏ trái nha. Lai không có đặt ở trên. Đặt ở dưới. Ai vậy à? Gì mà có chồn nó ngộ chứ. Không biết nước đâu nó uống. Cái này đặt ở trên này dính cái bóc liền. Mà cuối cùng Lai đặt cái dưới mương này biết sao nữa. Cặp của chú vậy. Trời ơi sao không dính gì chân trời. Thì cái đó. Sao ngủ vậy? Trời ơi con gì nó quờ vô nó quờ sập bẫy luôn của chú chị ơi. Dấu dò trong trái chuối quá trời luôn. Ta giờ cái bẫy này của chú chị. Cái bẫy này đặt dưới đây cho nó trống quá. Cái này là cái cuối cùng của tôi ấy mới của chú anh chị. Nhưng mà có người của chú anh chị. Cái bẫy này là Lai sẽ cuốn đi mà vài bữa Lai quay trở lại Lai đặt. Cái bẫy này im lắm, cuốn đau lắm của chú anh chị. Mình nhìn chơi rồi. Sập rồi của chú anh chị. Còn gì đây. Trời ơi vô nữa của chú anh chị. Ta nói rồi mà cái bẫy này im dữ lắm là im mà cuốn thật là đau luôn cô chú anh chị. Nhưng mà không cuốn mất cái bẫy này cô chú anh chị. Vô rồi. Vô nghe nữa nè. Trời ơi banh chân trời. Vô ngày cái ngày đầu tiên cô chú anh chị nè. Ông nằm mà đá không? Đó.
em này em này nó bị nó bị kiến cô chú anh chị hay gì không biết, vô đặt vô cái ngày đầu tiên luôn, ngày đầu tiên luôn cô chú anh chị. Hết biết đã rồi, giờ mình lấy đi luôn, xe vô quý lắm rồi. Lai bắt em nói ra luôn cô chú anh chị, em này là bị kiến vàng cắn cô chú anh chị. Lai coi nè, kiến vàng cắn còn đuôi nè, hàng gì nó cắn nó làm mắt em này cay cô chú anh chị, mở mắt được rồi nè. Hung dữ nó ớn chưa, quá đã cô chú anh chị. Cái bẫy gì mà Lai cuốn đành đoạn cô chú anh chị, hai ba xe đi vô gì đó. Vô ký mấy của chú chị, em này trên ký nữa nè. Em này hung dữ lắm, để chơi đó. Quá đã của chú chị, quá đã luôn á. Thì Lai bỏ vô cái Lai trở về Lai thăm bẫy cũ rồi Lai chia sẻ của chú anh chị xem. Lai đã thăm hết bẫy mới được cô chú anh chị. Bây giờ bắt buộc mình trở về Lai thăm bẫy cũ. Là trở về tới luôn bẫy cũ rồi cô chú anh chị. Thăm cái này là cái đầu tiên luôn. Cái này gồi dính chuột con nhum, móc vuông đóng lưới. Là sẽ cuốn bớt nữa cô chú anh chị, đem qua cái tua mới đặt. Sập nữa rồi, dính em xóc đất của chú anh chị, hút em xóc đất này, vô em xóc đất. Cái này là mới đi một này của chú anh chị, vì Lai thăm rồi cái đầu Lai thăm cho nó hợp với cái tua luôn á, đi một để là lại bỏ vô cái tiếp tục quay chia sẻ của chú anh chị xem đã không. Chỗ này dính em của chú anh chị, thôi rồi thầm chất quất cử trước thì dính được em. Đáng lý là bẫy cũ này là chưa tới ngày thăm cô chú anh chị, mà Lai thăm cho nó đi trùng dưới bẫy kia luôn, chứ để tới ba trời nắng mà để tới ba bữa là thua à. Chết của chú anh chị ơi. Còn bây giờ Lai cuốn cái này đi một cái của chú anh chị, Lai chừa cái không dính là đắng, chừa lên cái thôi. Cái này hồi rồi từ trước là tròn móc lật cái bẫy lại luôn, cái cử sau Lai thăm dính sóc đất, cử này không sao đây. Lai có đem một cái bẫy si cua của chú anh chị, móc túi sẵn luôn, khỏi sách chở sách theo luôn, nặng mệt lắm chú anh chị. Giác này chưa nắng dữ lắm rồi, đuối á, đuối mà hăng cô chú anh chị. Dính tròn nhiều là phái rồi, luôn mấy cũ nữa bữa nay mà tạm hút em nó cái ngon à, cái gì chơi đâu. Trời ơi không sập luôn ta, kỳ vậy ta, móc một cái một mất sập mất tiêu luôn cô chú anh chị, và cái bẫy mất tiêu luôn à, còn nguyên à. Cái này là cũng mới giờ nền nữa nè cô chú anh chị,
con đêm một là lai thăm luôn á, kệ biết đâu quá giờ có khi có là nó dính là lẹ lắm cô chú anh chị, không phải chơi đâu. Bây giờ mình thăm luôn cho chắc ăn, để mùa khô này mà để 3 đêm là thua, 2 đêm là hết hạn nha. Vậy cô chú anh chị, về chung cái máy. Trời ơi sao nắng gội vô vậy trời. Này dính em tròn chắc nắng quá. Còn chuối luôn. Nguyên cục cỏ gì nắng không trời. Tiếp tục cùng cô chú anh chị. Cái này gọi lại thầm á là nó làm sập bẫy làm không dính nè. Sập của chú anh chị em gì đây, trời trời trống rỗng trời. Còn con em sóc của chú anh chị sóc nữa, ủa sóc con lẽ gọi làm sập bẫy dữ ta. Kệ sóc, có sóc lượm sóc của chú anh chị. Cái này là cũng mới dời thành là giờ bảy lắm của chú anh chị, thăm cử hay cử không dính là la dời vậy, bởi vì chú lắm là dời luôn thật không, rồi chết luôn. Ăn xa thấy cái nắp còn thấy rồi vậy. Mấy cái này là ra để là hết của chú anh chị, bởi vì con đi một chưa biết được, có khi đặt tròn 2-3 đêm mới chạy. Cái này cử rồi dính một em tròn của chú anh chị. Đêm một khó ăn các cô chú anh chị, chắc còn lại mấy cái chắc biết sao thì chắc lại muốn bỏ hết biết. Đêm một khó dính. Đây nè cái này nè. Hên tạm em nữa cái cây. Hên không? Trời ơi, hình như thấy không sạch luôn cô chú anh chị ơi. Hốt nghe mọc. Còn nốt rồi. Còn chuối yên nguyên luôn. Ở đây lại có một cái nữa cô chú anh chị. Cái nào quên rồi ta. Chắc cục cỏ này quá. Cái này lai cũng mới giờ nền bởi vì dễ quên lắm. Sập không? Sập rồi cô chú anh chị. Còn gì mới quan trọng à. Trời ơi trống rỗng trời. Không biết chính con gì luôn đó. Con gì đây? Con gì? Hôn chuột khổng lồ. Hết biến chuột. Con nhung. Hết biến chuột chưa? Chuột ở đây ngon lắm của chú anh chị. Nguyên cái gừng khổng lồ gì nè. Với mé chanh nữa chứ. Đó không? Lai thăm bảy cũng đã xong rồi cô chú anh chị. Thì cái luồng bẫy cũ á, Lai bỏ lại 4 cái cô chú anh chị. Thì Lai cũng mới thăm ngày hôm qua. Thì bữa nay thăm nữa thấy không dính này Lai để lại luôn rồi. Thì trước khi xem thành quả đó cho Lai xin đó. Nói lời cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã gửi đến câu comment thân thương ban tặng cho Lai. Lai chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều lắm cô chú anh chị. Thì bữa nay á, thành quả của Lai chính á, là tổng cộng 3 em sống đất, 3 em tròn, 2 em chuột. Thì Lai chỉ cần 3 em tròn thôi cô chú anh chị. Cái này chắc 3 em sống đất quá. 3 em sống đất rồi cô chú anh chị. 3 em khủng luôn á. Thì dính này á, là bẫy mới không à cô chú anh chị. Còn bẫy cũ à, bữa nay dính à, hai qua lai qua thăm đó, dính được 2 em sóc đất nữa. Đây, à, lai canh em đầu tiên.
Không nhìn này cô chú anh chị, ông nằm là đá không đó. Con em này cái đường như em này chắc lai đón em này thì từ 1 ký ăn lên đó cô chú anh chị, ký ký mốt gì đó, mức cân là 0 0. Ê, quá dữ cô chú anh chị ơi. Cái tô lưới này là trừ cho 2 lạng luôn, em này ký 1 ký 4, trừ 2 lạng em này được ký 2 cô chú anh chị, ký 4 giác luôn, ký 4 50 lần mà tính ký 4 thôi là được em này 1 ký 2. Bỏ đây đi, 1 ký 2 thì hai em này nó quất ra cái một luôn cô chú anh chị. Trong đây có một em hàng khủng luôn cô chú anh chị, em này hàng khủng nè. Ừ, em này hàng khủng nè, em này cái hàng chắc 1 ký ký 1 ký 2 gì nữa nè. Để là kéo cái một của cô chú anh chị. Chắc ký à, em kia chắc ký quá. Đây mức cần của đây là 0 0. Kéo luôn. Đây 2 ký 7 giáp đây cô chú anh chị. 2 ký 7 giáp, gần 3 ký luôn. 2 ký 8 gì vậy? 2 ký 8 là lai trừ cho 4 lạng cũng còn 2 ký 4. 2 ký 4 vậy là một em 1 ký 3, em ký 4 cô chú anh chị. 2 ký 4 chồng với hồi nãy em kia 1 ký 2 nữa là trừ ra 4 lạng, 2 ký 4 với cái em kia ký 2 nữa là 3 ký 6 chồng của chú anh chị, lai trừ tổng cộng 6 lạng 600 g lưới. 6 lạng lưới đó cô chú anh chị. Để đây luôn đi. Vậy là cuối cùng chồng còn lại được là 3 ký 6, 3 em sóc, 2 em chuột. Cuối clip là cho like, xin chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và thuận lợi trong công việc nha. Like xin hẹn cả nhà clip tiếp theo. Like xin mến chào tạm biệt cả nhà.